Bây giờ cái buổi 1 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vector trong không gian và hai đường thẳng vuông góc trong không gian là như nào. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần lý thuyết nhé. Mục số 1 chúng ta cùng tìm hiểu các định nghĩa về vector nhé. Thì các vector ở trong không gian thì nó có đặc điểm như nào, các tính chất và các phép toán như nào, nó có khác biệt gì so với lại kiến thức của vector mà chúng ta học ở lớp 10 hay không. Thì tất cả các kiến thức của lớp 10 thì đều đúng trong cái không gian cả, đúng không nào? Đúng trong phẳng thì cũng đúng trong không gian, chưa nào? Thì bây giờ cái mục số 1 là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định nghĩa nhé, cùng tìm hiểu định nghĩa vector mà chúng ta đã học lớp 10. Chủ yếu cái mục này là chúng ta cùng hệ thống lại, nhắc lại các kiến thức đã học thôi, chưa? Thứ nhất các em cần hiểu vector là một đoạn thẳng có hướng, có phân biệt điểm đầu và điểm cuối như này. Đấy, thầy nhắc lại cái này nhé, cái hình vẽ bên này. Đây này, vector này, ví dụ đây là vector AB nhé, như mũi tên này, đó, lớp 10 có điểm đầu là A và điểm cuối là B thì gọi là vector AB, đúng không nào? Điểm đầu là A, điểm cuối là B, hoặc như này, đây, đó, có thể người ta ký hiệu vector x, vector y chẳng hạn, đấy, đó. Vector z, đấy, vân vân, hoặc ABC, người ký hiệu rất nhiều, đúng không nào? Ký hiệu rất nhiều ký hiệu, nhá, đấy thì đây là các chữ cái thường, còn đây vector AB là ký hiệu của chữ in hoa, mà trong khi ký hiệu vector AB người ta đã chỉ ra đâu là cuối, còn các vector x, vector y, vector z như này chưa biết đâu là cuối cả nhé, ký hiệu bằng chữ thường, được chưa nào? Vector 0, cái mục thứ hai chúng ta chú ý này, vector 0 là một vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như này là một điểm, điểm A đấy, một điểm thì được coi là một vector 0 nhé. Điểm A, vector A thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Thì vector này ký hiệu là vector 0 nhá. Vector 0 thì ký hiệu số 0, nghĩa là cái mũi tên trên đầu thôi. Ok. Ký hiệu vector AB nhá. Vector AB này là có điểm đầu là A, điểm cuối là B, hoặc người ta có thể ký hiệu bằng chữ cái chữ thường, đúng không nào? Là chữ A, chữ B, chữ X, Y, Z, D, vân vân. Đấy. Rồi. Độ dài của vector nhá. Độ dài của vector chính là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó. Độ dài AB này, đó, độ dài vector AB, chưa? Đấy. Điểm đầu A, điểm cuối AB. Như vậy độ dài vector AB chính bằng độ dài của đoạn thẳng AB, chưa nào? Tiếp tục chúng ta có một cái khái niệm giá của vector. Giá của vector là cái giá đỡ đó, đó là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector đó thì gọi là giá của vector nhá. Tiếp tục này, hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Ví dụ như này, vector AB và vector x này là hai vector cùng phương với giá nó song song với nhau, đúng không nào? Hoặc vector này, ví dụ hai đây là cùng một đường thẳng nhé,